đời sống sinh hoạt tăng, tuổi thọ kéo dài nhưng con người cũng phải đối mặt với bệnh tật. Hàng năm có khoảng 11,7 triệu người ở Mỹ phải tìm đến bác sĩ vì những biểu hiện của u xơ tử cung và u xơ tuyến tiền liệt. Trong đó có khoảng 400.000 bệnh nhân phải phẫu thuật. Ở những nước đang phát triển, tỷ lệ mắc bệnh cũng đang tăng dần theo lứa tuổi. Riêng ở Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới trên độ tuổi 50 là 63,8% và 76,93% ở độ tuổi từ 75 đến 79. Bệnh viện Phụ sản Trung ương mỗi năm phải tiến hành phẫu thuật khoảng 1.000 trường hợp, tiếp nhận khám và điều trị ngoại trú cho khoảng vài ngàn trường hợp khác. Và cứ khoảng 4 đến 5 phụ nữ trong độ tuổi trên 35 lại có một người bị u xơ tử cung. Hơn 50% phụ nữ bị u xơ tử cung không biểu hiện triệu chứng và nếu cắt u xơ, tỷ lệ tái phát khoảng 10%. Với nguyện vọng to lớn là luôn tìm kiếm từ thảo dược Việt Nam những viên thuốc mới phục vụ sức khỏe cộng đồng, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã dành gần 20 năm cuộc đời để nghiên cứu, tìm ra hợp chất alkaloid có trong cây trinh nữ hoàng cung để ứng dụng vào điều chế và sản xuất thuốc Clila, một dược phẩm quý điều trị u xơ tử cung, u xơ tuyến vú ở phụ nữ và u xơ tiền liệt tuyến ở đàn ông. Công trình nghiên cứu khoa học của tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã được cấp bằng sở hữu trí tuệ và đưa bà đến với giải thưởng Kovalevskaya. Kính chào quý vị, xin chào tất cả các bạn. Có một người phụ nữ đã dành gần 20 năm của đời mình để nghiên cứu và điều chế ra một loại thuốc điều trị ung biếu từ một loại cây dân gian có cái tên rất là đẹp, đó là cây trinh nữ hoàng cung, và bà đã rất nổi tiếng ở Việt Nam trong năm 2007 vừa qua với giải thưởng Kovalevskaya. Bà chính là tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, người chúng ta gặp gỡ ngày hôm nay. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm ạ. Xin chào anh. Dạ, xin chào chị ạ. Chúng tôi được biết rằng kết quả nghiên cứu trong gần 20 năm qua của chị chính là thuốc Clila, đúng không ạ? Lấy từ tên khoa học của cái loại cây Trinh nữ hoàng cung. Khả năng điều trị được bệnh u xơ là bao nhiêu phần trăm ạ? Khả năng điều trị phi đại lành tuyến tiền liệt, u xơ tuyến tiền liệt của Clila là đạt 89,18%. Cái kết luận này là của Hội đồng Khoa học Quốc gia đã được thử nghiệm lâm sàng tại Việt Nam theo quy chế 371 của Bộ Y tế. Ví dụ như là có một cái u chẳng hạn thì chúng ta phải uống bao nhiêu thời gian thì cái u này mới teo đi ạ? Viên Clila thì nó có thể làm, có khả năng là làm giảm cái thể tích tuyến tiền liệt, đồng thời nó cải thiện cái tiểu tiện và nó tăng cái chất lượng cuộc sống của các bệnh nhân. Dạ. Nhưng nói là bao nhiêu thời gian để nó teo đi thì trong cái điều trị thử nghiệm lâm sàng ấy thì đạt tới 33% thể tích giảm xuống trong thời gian điều trị là 60 ngày. Nhưng mà thời gian điều trị thì tùy theo cơ địa đáp ứng của từng bệnh nhân khác nhau. Và cái khả năng tiếp thu, hấp thụ thuốc khác nhau. Thì có bệnh nhân thì có thể là sau 1 tháng, 2 tháng đến 3 tháng thì thể tích trở về bình thường, có nghĩa là kích thước nằm trong khoảng 20 đến 22. Đấy. Chúng tôi cũng được cung cấp một lá thư của một người phụ nữ có tên là Cao Thu Lan ở Nguyễn Tri Phương, Hải Châu, Đà Nẵng. Và chị Cao Thu Lan thì có cho biết rằng là chị có một khối u và đã uống thuốc trinh chiết xuất từ trinh nữ hoàng cung, và trong thời gian 1 tháng rưỡi thì nó giảm đi còn khoảng chưa được một nửa, tức là còn khoảng 40%. Thì những cái trường hợp như thế này thì có phải là rất là hiếm có hoặc là có thể nói là rất là đặc biệt không ạ? Trong quá trình thử nghiệm lâm sàng thì cái kết quả đối với u xơ tử cung đạt tới là 79,5%. Thế thì là cũng là cao, nhưng mà cái khả năng mà xuống nhanh như chị Lan thì cũng có bệnh nhân xuống nhanh như thế, cũng số lượng cũng khá. Nhưng mà cũng có những bệnh nhân thì trong thời gian uống thuốc như chị Lan nhưng nó chưa có thể xuống được ngay, nó chỉ có thể giảm cái lượng rất là bé, rồi sau đó nó xuống dần dần. Từ khi mà tiến sĩ Trâm làm cái luận án tiến sĩ ở Bulgari, khi về nước thì tiến sĩ Trâm tiếp tục cái nghiên cứu cây này, và qua quá trình nghiên cứu từ cái phần chiết xuất ra hoạt chất, rồi thử tác dụng dược lý, rồi tiếp đến là thử các cái độc tính cấp, độc tính bán trường diễn, và đưa nghiên cứu về bào chế và đưa ra cái viên mà gọi tên là viên Clila. Và viên Clila đó sau khi nghiên cứu đã được Bộ Y tế cho phép và thử nghiệm trên lâm sàng, và qua quá trình nghiên cứu từ giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì hội đồng đã đánh giá khi nghiệm thu đây là một viên thuốc mà sản xuất từ nguồn nguyên liệu ở trong nước và từ viên trinh nữ hoàng cung mà chúng ta có thể trồng và có sẵn được, đã có tác dụng tốt về cải thiện đối với lại những bệnh nhân về u
tác dụng khá tốt và cũng có làm giảm cái kích thước của cái u sơ đỏ. Thế và cũng không gây ảnh hưởng gì về tác dụng của mong muốn đối với người sử dụng thuốc trong một thời gian điều trị. Bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với một khán giả đã tới với trường quay của chúng ta, đó là bác Bùi Nguyên Chất, 74 tuổi, đã từng công tác tại Bộ Bưu chính Viễn thông. Xin chào bác Chất ạ. Cảm ơn bác đã tới với chương trình của Đương Thời. Xin bác hãy cho biết là bác đã biết tới cây Trinh Nữ Hoàng Cung từ bao giờ ạ? Đầu 2005, tôi bị phát hiện là có một cái bệnh gọi là u phì lành tính tiền liệt tuyến. Thì cái đó thì nó không, cái hồi đấy tôi đã biết được trên thị trường có cái loại thuốc Krila. Thì tôi cũng có sử dụng cái thuốc đó vì tôi rất là sợ mổ. Và sau đó thì tôi biết được là tác giả cái thuốc Krila này là tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Thì tôi có xin ý kiến tư vấn. Đầu tiên phát hiện ra là do ở bệnh viện Tổng cục Bưu điện là qua cái nội soi, qua cái siêu âm. Vâng. Thì là cái u phì nó là 61 gram. Tức là rất là nặng rồi. Vâng. Thế và sau khi quá trình điều trị theo cái thuốc của thuốc Krila đấy thì hiện nay mình thấy là mình còn nhỏ được, còn có ngót 40 thôi. Thế nhưng mà theo bình thường ấy thì coi như là sau khi tôi dùng thuốc rồi thì thấy là rất là thoải mái, chứ không phải như trước kia mà đã bị thì là rất khổ trong cái vấn đề mà đi tiết niệu. Những người quen của bác khi nghe câu chuyện này thì mọi người có tin không ạ? Nhiều người thì cũng còn đang rất là cứ bán nghi. Vâng. Bán nghi mà hiện ở tôi có người họ hàng ở trong quê, quê tôi ở Hải Phòng, thế mà hiện nay thế là có người đi mổ. Thế họ không tin, nhưng mà như thế là rất là đau đớn mà không biết là về sau như nào. Cái việc uống thuốc như thế thì có quá lâu và quá phức tạp không so với việc không, đi mổ nhanh chóng hơn? Không, rất là đơn giản thôi, là vì là tôi chỉ dùng khoảng độ đâu, cái tính như thế là khoảng độ mà, cũng phải là một coi như gần một năm. Bác đã nhìn thấy cây Trinh Nữ Hoàng Cung bao giờ chưa ạ? Tôi chưa nhìn thấy. Mới đầu thì tôi cứ tưởng là Trinh Nữ giống như cây sâu hổ, nhưng mà không phải. Cách đây khoảng vài hôm thì có người bảo cái gốc của nó là ở Campuchia. Theo bác thì trong trường quay chúng ta cây nào là cây Trinh Nữ Hoàng Cung ạ? Đoán là cái cây này. Bác đoán là cây ta này. Vâng, chúng ta sẽ nhờ tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm giải đáp. Vâng, xin cảm ơn bác Chất. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho bác Chất ạ. Trong dân gian, nhân dân đã sử dụng lá cây Trinh Nữ Hoàng Cung để chữa bệnh đường tiết niệu và chữa bệnh ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư dạ dày, ung thư phổi và ung thư tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, ở Việt Nam có đến 12 cây giống nhau, khiến cho người sử dụng nhầm lẫn, dẫn đến những kết quả điều trị không mong muốn. Chỉ nhìn hình thái thực vật thì hai cái cây này người ta tưởng nhầm, có thể tưởng là một, nhưng thực ra là khác. Cây bên tay trái thôi thì nó mới là cây Trinh Nữ Hoàng Cung, có tên khoa học Crinum latifolium. Còn cây bên tay phải thì không phải là Crinum latifolium mà là một cái loại náng. Trong hình dáng thực vật thì rất giống cây Trinh Nữ Hoàng Cung, nhưng khi nở hoa ta thấy hoa của nó màu trắng, cái lá màu xanh đậm hơn mà cái độ lượng sóng của cái lá này là ít hơn. Đây ta nhìn trên hình ảnh thấy là đây là cây lượng sóng rất là nhiều, rất là rõ. Với cái người mà chưa biết bao giờ về cây Trinh Nữ Hoàng Cung thì người ta nghĩ rằng đây là cây Trinh Nữ Hoàng Cung. Cho nên là người bệnh chỉ có nên mua một cái sản phẩm hoặc sử dụng một cái sản phẩm tại cái nơi đã được nghiên cứu và trồng thành những vùng trồng như thế này thì mới có thể là đảm bảo được hoạt tính sinh học và có cái dược liệu sạch để sử dụng. Các bạn đang theo dõi chương trình Người Đương Thời với cuộc trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm, người đã bào chế ra thuốc chữa u sơ từ cây Trinh Nữ Hoàng Cung. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ có một cái trò chơi như thế này ạ. Đây là những cái cây, chúng tôi chỉ có những cái ảnh thôi. Và bây giờ thì xin mời tiến sĩ hãy cùng quan sát những cái ảnh này và hãy trả lời cho tôi một câu hỏi ạ. Chị hãy cho biết là những cái cây này nó có tác dụng gì không? Và tại sao chị lại không nghiên cứu nó? Thứ nhất là bồi ạ. Cây thuốc của Việt Nam thì rất là nhiều và đa dạng. Nếu như mình thấy tất cả các cây thuốc mà đều đi vào thì chắc là tôi không có đủ thời gian về cái tuổi của mình cho một sự nghiệp nghiên cứu. Thế thì thứ nhất là mình đi những cái vấn đề nó đang là vấn đề cốt yếu và những vấn đề thế giới quan tâm. Là bệnh hiện nay mà thế giới gọi là nan y đấy, là chính là ung thư và khối u.
bây giờ mình phân tâm, tức là đi ra nghiên cứu nhiều quay quá mà mình sẽ không giải quyết được cái vấn đề, cái mục tiêu chính của mình đặt ra. Mục tiêu của tôi ở trong nhóm nghiên cứu là tìm các cây thuốc từ châu Á và để mà chữa trị bệnh khối u, là trong đó có u ác tính và u lành tính. Thế thì cây này ạ? Cây sao đen thì cũng là một cái vị thuốc, cây thuốc quý để có thể làm những cái thuốc đó. Nhưng mà trong quá trình mà khi mà tôi làm sàng lọc ấy, sàng lọc là tôi có sàng lọc với cây lô hội, sàng lọc với cây tu lình, sàng lọc với cây, một số cây thuốc của mình để mà chữa ung thư có khả năng kích thích miễn dịch cao đấy, mà được là đồn đại trong dân gian nhiều, thì thấy là cây chính hồng cung là cái khả năng cao nhất. Và chị đã từng học ở Bulgaria, thế tại sao tên tuổi của chị hiện nay lại không gắn với cả ví dụ cây hoa hồng chẳng hạn? Hoa hồng thì nó là một cây hoa, nó có tính chất là để dùng cho mỹ phẩm. Cây hoa hồng là cái đặc sản nổi tiếng của Bulgaria, giống như Việt Nam sẽ có cây chính nữ hoàng cung để làm ra viên Krela. Khi nói đến Việt Nam là người ta nói đến chính nữ hoàng cung chứ người ta không nói đến bông hoa hồng. Có một cây nữa rất nổi tiếng ở Việt Nam ạ. Cây này thì đồng bào trên miền núi trồng rất là nhiều. Và tại sao chị không nghiên cứu cây này nhỉ? Cây thảo quả. Cây thảo quả thì chị đã nghiên cứu và khi bảo vệ cái luận án này chị đã làm được 48 chất. Và trong đó có một chất có thể làm nước hoa mỹ phẩm rất đặc biệt. Nhưng mà sau đó vì đam mê về cây chính nữ hoàng cung thành ra chị cũng... Thế là vì yêu chính nữ hoàng cung ta đã phụ thảo quả. Thế còn cây này ạ, cây húng chanh. Cây húng chanh thì trước đây chị có làm, khi mới ra trường có làm cái siro húng chanh đấy. Để chữa bệnh cho trẻ em, cái bệnh viện vùng huyện Thanh Trì. Thế lúc đó thì thời đấy là không có thuốc nhiều như bây giờ, thuốc ho trẻ em nhập khẩu nhiều như bây giờ. Thì làm siro húng chanh là cung cấp cho tất cả huyện này, các huyện đều dùng cái siro ho để trẻ em rất là tốt và rất là tín nhiệm này. Tuy nhiên thì tại sao chị không tiếp tục với húng chanh, khám phá thêm những cái tác dụng của nó? Không, thực ra bây giờ chị vẫn đang trồng ở trại ở trong miền Nam để xem là cái hướng tới đây, nếu mà mình làm được thuốc ho, làm những cái viên pastivanda đấy, tức là cái viên ngậm ho mà đi từ húng chanh không đi từ bạc hà nữa, thay đổi menthol đi, mình dùng cái tí tinh dầu húng chanh thử xem sao. Nhưng mà rõ ràng là chị được giải thưởng Kovalevskaya không phải là vì húng chanh mà là vì chính nữ hoàng cung, đúng không ạ? Giải thưởng Kovalevskaya thì họ đánh giá một cái công trình có cái ứng dụng lớn, một cái tác dụng lớn mà cái tạo được viên thuốc đặc trị, thì cái viên Krila mới là thuốc đặc trị. Vâng, và như thế chúng ta thấy có bao nhiêu là người đẹp tham gia vào cuộc thi thảo dược đúng không ạ? Húng chanh này, rồi thảo quả này, rồi hoa hồng này, sao đen, còn rất là nhiều các loại cây trong dân, là cây tam thất, cây bướp đắng, cây ngải cứu, vân vân và vân vân. Tuy nhiên trong số tất cả những người đẹp này thì chỉ có một người lọt vào trở thành hoa hậu của chị Trâm thôi, đó chính là cây chính nữ hoàng cung với rất nhiều những tiêu chuẩn ngặt nghèo của nó. Mà như thế có thể tóm tắt lại cái điều kiện để mà chị chọn và gắn bó với chính nữ hoàng cung, về khách quan, về chủ quan, đó là gì ạ? Thứ nhất là khi mà mình làm cái gì thì mình phải có cái đam mê và cái yêu thích nó. Điều thứ hai là phải chứa đựng những hoạt chất có hoạt tính sinh học để điều trị một cái bệnh đặc trị. Là cái bệnh nani bây giờ là bệnh ung biếu. Và điều kiện thứ ba nữa là phải có tác dụng thực sự và hiệu quả điều trị cao, giá thành rẻ, phục vụ sức khỏe cộng đồng. Vâng, cảm ơn chị. Như vậy điều thứ nhất là bạn say mê với điều mà bạn, với cái đối tượng mà bạn sẽ lựa chọn. Điều thứ hai là đối tượng đó lại đáp ứng được một nhu cầu của xã hội, và nhu cầu ở đây là chữa các căn bệnh ung thư. Và chị Trâm đánh giá rằng đây là một trong những nhu cầu có thể nói là hàng đầu mà ngành y toàn thế giới đang rất quan tâm, đúng không ạ? Đúng. Và điều thứ ba mà chị Trâm đã chọn và gắn bó với cây này là bởi vì chị rất giỏi trong cái việc là nghiên cứu cây này. Kết quả công trình này nó thể hiện là người Việt Nam mình có đủ trí tuệ để làm được tất cả những việc mà những người khác trên thế giới đã làm và được thế giới hâm mộ, như người Nhật Bản, người Nam Triều Tiên, thì Việt Nam mình trí tuệ thông minh đâu có thua người Nhật. Thậm chí so với người Do Thái mình không thua. Thế thì tại sao mình không làm được những cái điều mà người ta làm được, và làm sao cho dân mình tự lực được thuốc để mà cái giá thành thuốc nó không cao. Thế thì mỗi người đóng góp một viên thuốc, chị Trâm cũng đóng góp một viên thuốc và còn tiếp tục nhiều viên thuốc nữa. Nếu mà mình có sức khỏe thì thị trường thuốc Việt Nam sẽ được giảm giá. Đấy là một cái bài toán giải quyết cơ bản nhất cho việc giảm giá thành thuốc ở Việt Nam. Vâng, chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay cho chị Trâm. Taco Photon truyền tải niềm tin. Với nhiều trọng tải và chủng loại, kiểu dáng hiện đại, ít tiêu hao nhiên liệu, công năng sử dụng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến theo tiêu chuẩn quốc tế,
cung cấp phụ tùng và bảo hành chuyên nghiệp trên toàn quốc. Thaco Phô Tông, đa dạng và kinh tế, dòng sản phẩm xe tải thông dụng của Trường Hải. Với ước mong là đóng góp viên thuốc để chữa một căn bệnh rất khó nói nhưng mà cũng rất nhiều người bị, đó là căn bệnh u xơ, đúng không ạ? Thì chị Trâm đã dành thời gian của mình cho một loại cây tên của nó rất là hay, Trinh Nữ Hoàng Cung. Cây này chị đã tìm ra như thế nào? Trong quá trình mà đi tìm cái thuốc thì mình phải giao lưu với người dân, mình lắng nghe người dân ta truyền đạt lại cho mình kinh nghiệm dân gian đã dùng cây thuốc chữa khối u có những loại cây gì, rồi mình nói chuyện với họ, rồi mình trao đổi với họ, tự nhiên họ nói ra. Thì họ nói ra thì mình đi khắp cả nước, đi Huế rồi đi Đồng Nai rồi đi miền Bắc cũng đi mấy tỉnh thành phố, rồi miền Nam đi mấy tỉnh thành phố, đi cả nước ấy. Sau đó mình mới chọn lọc về rất nhiều cây, rồi sau đó mình mới lại trao đổi với các nhà khoa học, sau đó mình mới đi sâu nghiên cứu. Có vẻ giống như là một cuộc gọi là mò kim đáy bể. Đúng như vậy. Nhưng mà trước hết là chị đã có một niềm tin rằng là có một cái kim, đúng không? Thế nhưng không có cái kim nào thì sao? Cũng có khả năng trong, nếu trong mình đi thử mà mình thấy nó không có khả năng thì mình phải nghĩ đi tìm cái khác. Chứ đấy là gọi là bài toán sàng lọc đầu tiên. Điều gì đã mách bảo chị rằng là có không cái kim đấy? Thì cái điều mách bảo ở đây chính là kết quả thí nghiệm. Kết quả thí nghiệm chứng minh cho mình là trên động vật thì thấy nó kéo dài thời gian sống của động vật thí nghiệm bị ung thư. Gây ung thư cho con chuột. Để cho nó uống thì thấy là con chuột không uống thuốc thì có thể chết trong 24 tiếng. Nhưng con chuột mà được uống hay cái những cái chất của mình làm ra nó thấy là nó kéo dài đến sống 135 ngày. Sau khi nghiên cứu chắc chắn rồi, lúc đó đầy đủ cái thông số về dược lý rồi thì họ mới cho mình thử trên người khỏe mạnh. Chị đã làm thí nghiệm với bao nhiêu cây thuốc? Lúc mà sàng lọc thì làm thử với lại cây lô hội này. Thì làm thử với cây ở mình có cây tam thất và cây chính nữ hoàng cung này, rồi cây tu lình, có làm với 4 cây. Đúng như vừa nãy chị nói là mò kim đáy bể, có một cái chuyện gì tình cờ mách bảo chị để chị tìm? Tình cờ thì thứ nhất là lúc tôi đi tìm ở nhiều nơi thì trong đó đến Huế thì thấy một người dân bình thường thôi, họ cũng kể lại là cây chính nữ hoàng cung này có khả năng chữa được cái bệnh cho nam giới bị bệnh u phi đại tuyến tiền liệt, chứ không nói đến u xơ tử cung hoặc là ung thư. Và họ mô tả một cái cây là có một cái củ hành như thế. Thì sau đó thì mình phải lần theo cái vết đấy mà mình đi tìm thôi. Năm mà chị tìm ra cây này là năm 1990. Chúng ta hãy lấy mốc 1990 như là thời điểm bắt đầu mà chị tìm ra cây Nữ Hoàng Cung. Thế và nhớ lại toàn bộ cái chặng đường từ 1990 cho tới năm nay là 2008, 18 năm, thì chị có thể kể những cái mốc thời gian nào ngay bây giờ chị nhớ tới nhất? 96, 97 thì là bắt đầu có kết quả rồi. Tiếp theo là mốc gì nữa? Năm 99 thì được công nhận là tạp chí quốc tế đăng bài đầu tiên ấy, là cái kích thích miễn dịch lympho T trong cái tác dụng điều trị ung thư của cái cây chính hồng cung. Vâng, tiếp theo nữa. Tiếp theo nữa là năm 2001 thì được công bố về các cái bài báo về khả năng kéo dài thời gian sống của động vật thí nghiệm bị ung thư đã được uống các cái chất chết từ cây chính hồng cung. Năm 2004 thì được nhà nước Việt Nam công nhận và cho lưu hành thuốc Clila trong bệnh viện một năm. Và năm 2005 được lưu hành toàn quốc và được cái hội đồng khoa học đánh giá là đạt 89,18% cho u phi đại tuyến tiền liệt. Và năm 2007 năm nay ấy, tức là năm mới được công nhận là chữa u xơ tử cung, đạt 79,5%. Trong cái biểu đồ lịch sử vừa rồi của chị thì tôi thấy là chỉ toàn kể ra những niềm vui, những thành công thôi và chẳng thấy khó khăn đâu cả. Có vẻ như cả khá là dễ dàng. Ra thì khi đi nghiên cứu thì thực ra cũng gặp nhiều khó khăn. Cái cây này nó giống nhau nhiều quá thì mình cũng khó khăn đấy về khi chọn giống. Thế nhưng mà cái hai là cái để mà xác định đúng cái cây để mình nghiên cứu, khó khăn về tài chính là khó khăn đấy. Khó khăn thì anh chị em nhà thì cũng cho vay tiền để làm, mua củ giống để nghiên cứu. Nhưng sau đó thì có cái kinh phí thưởng của mình thì mình cũng có điều kiện. Sau khi mà mình cần tiền nghiên cứu thì mình lại bán đi, bán đất bán nhà đi để mà nghiên cứu. Thì cái này cái củ giống của nó thì cứ thị trường là tìm rất khó, phải đi mình tự đi ấy. Đi khắp nơi rồi thuê người tìm xong rồi về trồng ở Đà Lạt nhá. Rồi ở Tây Ninh nhá, ở Đồng Nai nhá, Bà Rịa Vũng Tàu nhá, rồi trồng ở Đà Nẵng nhá, trồng ở Nha Trang nhá. Bấy nhiêu cái trại để nhân giống tự nhiên, giống như nhân giống cây mô thử rồi thì cái hoạt tính sinh học của nó lại không giống cây mẹ. Thế là nhân giống tự nhiên thì phải có người trông nhá, phải người tưới, người chăm bón, người làm các cái việc, các cái kỹ thuật đấy thì sẽ phải là tốn kém. Mà lúc ấy mình thì phải có tiền cá nhân, vì lúc ấy chưa có kết quả gì thì nhà nước cũng không biết đâu mà đầu tư. Đó có phải là những cái khó khăn lớn nhất trong suốt cả chặng đường
mà chị gắn bó với cây này không? Chị nghĩ nó là khó khăn lớn để nghiên cứu về cả tài chính. Vâng. Nhưng cái thứ hai là cũng khó khăn giai đoạn đầu là một số nhà khoa học của Việt Nam mình chưa có thể công nhận là từ một cái cây dược liệu có thể là chữa được khối u. Như vậy thì dù sao cũng chưa phải là chúng ta được ủng hộ ngay. Và chị còn gặp thêm những cái trục trặc gì nữa trong bước đường để đưa cây này trở thành một loại thuốc như bây giờ hay không? Trước đây thì tôi đưa các cái mẫu nghiên cứu từ bên nước ngoài về. Vâng. Thì cũng gặp khó khăn ở hải quan biên giới. Nhưng sau đó thì nói chung là sau khi đã xác định là đây là những mẫu nghiên cứu thì họ cũng trả mình thôi. Chị hình dung nhá, chị làm nghiên cứu sinh về dược đúng không ạ? Và chị không nghiên cứu cây chính hoàng cung. Vậy thì chị đã có khả năng hoặc là có lời đề nghị để làm một cái việc gì khác không? Nếu mà mình đi nghiên cứu sinh về lúc đào tạo thì mình phải cố gắng là đi tiếp với con đường nghiên cứu của mình để tạo ra sản phẩm cho xã hội. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể có những cơ hội khác đúng không ạ? Ví dụ như là chúng ta đi điều trị hoặc là chúng ta lại kinh doanh chẳng hạn, kinh doanh dược phẩm chẳng hạn. Cái gì đã giữ chị ở lại với con đường mà chị đã chọn? Bố tôi đã từng nói là mình có nhiều cây thuốc lắm, cố gắng tìm ra những cái viên thuốc từ dược thảo để chữa bệnh cho mọi người. Và trong suốt 17 năm chị luôn luôn nhớ cái câu nói đó. Dạ vâng, tôi nhớ lời bố tôi dặn. Chặng đường thì có rất là dài, có rất là nhiều giai đoạn thăng trầm. Tuy nhiên thì tôi có một cái điều rất là băn khoăn là không biết cái cây này nó có một cái gì để mà thu hút chị đến mức đấy nhỉ? Có lẽ là 17 năm không phải là ít. Cây thu hút mình là chính là từ những kết quả thí nghiệm chứng minh là nó khả năng chữa bệnh ung bướu. Thế còn trồng nó ở trong trại thì phải có những cái điều kiện chăm sóc như thế nào chị? Vấn đề khí hậu của nó phải có khí hậu nóng khô giống miền Nam, tức là giống Bà Rịa Vũng Tàu. Quy trình phân bón thì phải trồng bằng bọn chỉ trồng dược liệu sạch, quy trình gáp. Bắt sâu thì theo phương pháp sử dụng tạo một cái pheromone là cái chất có mùi thơm giống con sâu cái gọi sâu đực về. Đấy, chứ không bắt sâu bằng diệt thuốc tê trừ sâu. Sau nhiều năm lặn lội tìm kiếm và nghiên cứu, hiện tại đã có hai trang trại trinh nữ hoàng cung tại Đồng Nai và Vũng Tàu để có nguồn giống chính xác và nguyên liệu ổn định cho quá trình nghiên cứu và sản xuất các loại thuốc với sự tham gia của trên 100 công nhân. Tuy không phải là một nhà nông học, nhưng từ nghiên cứu chọn giống, đất, phân bón, khí hậu và nguồn nước, nghiên cứu sự sinh trưởng và phát triển của cây như sự biến đổi về độ dài, trọng lượng lá, đường kính và trọng lượng củ, thu hái lá và chọn thời gian thu hái lá có hàm lượng alkaloid lớn nhất và tại thời điểm cây có chứa những loại chất kháng u thì tiến sĩ Trâm lại rất am hiểu. Để có nguồn nguyên liệu sạch bào chế Clila, tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm và tiến sĩ Nguyễn Công Hào đã nghiên cứu cách cho sâu cái tiết ra mùi thơm để gọi sâu được về. Chú Cảnh có thể quan sát là đây là có được 4 con đúng không? Một con khoảng hơn hàng ngàn quả trứng. Đấy, như ra hàng ngàn con sâu. Khi đấy mà mình là bắt được 4 con bướm. Như vậy là mình có thể là hạn chế cái sự phát triển của khoảng mấy nghìn con sâu con. Có đêm nào ngủ chị mơ thấy cây này không? Ngủ mà mơ thấy cây chính nữ hoàng cung thì chị không mơ thấy cây chính nữ hoàng cung, chị chỉ mơ thấy những cái thí nghiệm của mình thôi. Thí nghiệm tức là chị mơ những cái lọ à? Chị nằm mơ thấy những cái cấu trúc, những cái chất ấy nó cứ lờn vờn, những cái cấu trúc nó bay, như là lúc mình xác định cấu trúc phân tử của nó thì nó có các cái bộ khung của nó, thì tự nhiên có những lúc mình nằm mơ thấy những kiểu như thế. Do mình suy nghĩ là tìm những cái chất có hoạt tính sinh học được ở cái nhóm chất nào thì có hoạt tính sinh học. Vâng. Có lẽ thế nên nằm mơ. Thế mà chúng tôi những nhà báo thì lãng mạn nghĩ là đêm nào chị cũng mơ thấy hoa trinh nữ hoàng cung nở. Vâng, đúng là những giấc mơ của nhà khoa học thì cũng rất là đẹp, những cái cấu trúc nó bay lượn giống như là ngày xưa Mendeleev tìm ra bảng tuần hoàn thì ông cũng mơ thấy những cái chất đó đúng không ạ? Cái cá tính hoặc là tính cách đặc biệt của cây trinh nữ hoàng cung thì có thể nói tóm tắt là thế nào? Tính cách còn nó ưa nước ấy. Vâng. Thích uống nước nhiều. Không biết là tính cách của chị thế nào? Từ bé là bố chị đã dạy cho cái tính là phải biết mình tự lực làm mà hết mọi việc và không được yếu đuối. Thí dụ như trước hội đồng mà người ta nói những cái điều mà mình không đúng thì mình cũng cảm thấy cũng có cái gì nó nghẹn nghẹn ở cổ, nhưng mà mình phải kìm ngay, tức là mình phải nghĩ là không, mình phải chiến đấu và mình phải bảo vệ cái chân lý của mình, thế tự nhiên là mình vượt qua được. Thế và hội đồng đó là hội đồng bảo vệ về cây trinh nữ hoàng cung, bảo vệ về khi mà tổ chức về bảo vệ cái tác dụng trên tuyến tiền liệt ấy. À thế ạ. Có mấy người phát biểu không ủng hộ ạ? Các nhà khoa học thì không phải là không ủng hộ, nhưng mà khi họ chưa có những bằng chứng khoa học thông suốt thì họ phải chưa chấp nhận thôi. Vâng. Thế là chị nghĩ là phải chiến đấu. Phải chiến đấu bằng cái thực tế khoa học của nó. Thế trong cuộc đời của mình thì chị đã phải chiến đấu nhiều lần không ạ? Nhiều lần, bởi vì bao nhiêu lần lên hội đồng bảo vệ thì cái này lên đến chục lần thì phải chục lần chiến đấu. Vâng. Cả trong lẫn ngoài nước.
Ở trong cuộc sống chị có phải chiến đấu không? Trong cuộc sống thì cũng phải chiến đấu, thì gọi là chiến đấu thương đúng, nhưng mà phải làm cho người thân của mình thông cảm và biết cái công việc của mình. Và chúng ta vừa có một đoạn trò chuyện ngắn để tìm hiểu thêm một chút về cá tính của nhà khoa học Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Chúng tôi vẫn muốn tò mò một chút nữa là thế thì tóm lại là chị rất say mê cái cây này. Và cuối cùng thì nó đã lấy mất của chị những cái gì? Cây thuốc này nó đã chiếm mất thời gian của cuộc sống của mình là gần 20 năm. Chị đã dành cho cây này gần 20 năm, vậy thì nó mang lại cho chị cái gì? Là niềm vui khi người bệnh khỏi bệnh. Người viên thuốc thì mình cũng thấy là cũng có cái niềm vui là mình đã để lại cho người bệnh một cái niềm vui là họ sẽ khỏe mạnh và không đau đớn. Chị có nói rằng là chị muốn là đóng góp cho đời một viên thuốc. Thế tại sao chỉ là một viên nhỉ? Tại vì là thuốc có nhiều lắm, em nghĩ là trong hiện cửa hàng có bao nhiêu là loại thuốc nhá. Thế nếu mà mỗi người một viên thuốc phải có bao nhiêu người thì mới có được gần ấy loại thuốc. Khi ra được viên thuốc đặc trị không phải dễ. Cho nên chị nghĩ hy vọng một viên thuốc, tất nhiên con người thì tham vọng thì nhiều, nhưng mà mình chỉ nên dừng ở đó thôi. Tại sao chúng ta không tham hơn một tí, ví dụ như là cống hiến cho đời 20 viên thuốc? Thì chị cũng muốn như thế, nhưng mà liệu mình có làm được hay không? Vâng ạ. Thế chị thấy số 1 là số đẹp ạ? Không, chị nghĩ là tiếp tục nữa thì cũng vẫn tốt, nhưng mà trước tiên là đạt được 1 cũng là điều cá nhân chị thấy cũng là hạnh phúc rồi. 1 nhưng mà là 1 hoàn chỉnh đúng đấy, không ạ? Hoàn chỉnh, tương đối hoàn chỉnh, dùng cái từ tương đối thì đúng rồi. Dạ, đúng là một nhà khoa học luôn phải dùng từ chính xác. Tóm lại cuối cùng thì nếu như được nói một điều về nguyên tắc thành công, cái nguyên tắc gì, cái bí quyết gì để dẫn tới thành công của chị ngày hôm nay, bào chế được Krila rất là đáng tự hào, một loại thuốc hoàn toàn của Việt Nam và dùng được, đặc trị được. Bí quyết là kiên trì và quyết tâm. Giản dị thế thôi ạ. Thế thôi. Chị nói rằng là chỉ cần đóng góp một điều gì đó, nhưng một cái gì đó tương đối hoàn chỉnh, thì tôi lại thấy đó lại chính là cái điều đã dẫn chị tới thành công. Vì là thưa các bạn, trong dân gian chúng ta có câu là quý hồ tinh bất quý hồ đa, phải không ạ? Thà là một, thà là ít, nhưng mà chúng ta tập trung cho nó, chúng ta dồn hết thời gian, sức lực cho nó, thậm chí chúng ta có thể dành cho nó tới gần 20 năm cuộc đời mình, và nó trở thành một cái gì đó thực sự là có ích cho cuộc đời. Số ít là số đẹp, có nghĩa là 80% kết quả thì sinh ra từ 20% tác nhân. Có nghĩa rằng chúng ta hãy tập trung vào số ít những cái điều gì mà chúng ta đam mê, những điều gì mà thực sự mang lại ích lợi cho cuộc sống. Một câu hỏi nữa dành cho chị là hiện nay có ai đề nghị mua bản quyền của cây này không chị? Khi thuốc có tác dụng thì cũng nhiều nơi, nhưng mà chị nghĩ là cái đó để dành cho Việt Nam. Họ đã trả chị tới giá bao nhiêu vậy ạ? Không, cái đấy thì chị nghĩ là cũng chưa trả giá một cách cụ thể, nhưng tất nhiên cũng có những cái tổ chức ở đề nghị em ạ. Vâng ạ. Thế chị không muốn bán để lấy patent? Cái thì chị cũng chưa nghĩ tới. Theo chị thì liệu Trinh Nữ Hoàng Cung có thể điều trị được ung thư không ạ? Đấy mới là một câu hỏi mà tôi nghĩ là nóng bỏng nhất. Cái đó chắc là sắp tới đây sẽ được thử em ạ, mới khẳng định được. Hôm nay chưa trả lời được, mà phải chờ thời gian. Nhưng nếu điều trị được ung thư thì chị đánh giá điều này thế nào? Chị nghĩ là đấy là một cái niềm vui lớn cho bản thân chị và cho dân tộc mình. Vâng, một câu trả lời rất là ngắn gọn. Vâng, ít hơn là nhiều hơn. Đó chính là chủ đề của chương trình ngày hôm nay của chúng ta. Một viên thuốc, một loại cây, và 20 năm của một người phụ nữ để dành cho nó với tất cả tâm huyết. Đó là điều mà chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã làm được và đã giành giải thưởng Kovalevskaya. Một lần nữa chúng ta hoan nghênh chị Nguyễn Thị Ngọc Trâm.